Kính chào và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ sáu ngày 3 tháng 7, như thường lệ, phần điểm những thông tin chính sẽ đến ngay sau đây. Sử dụng ví điện tử thay cho tiền mặt đang ngày càng phổ biến ở Việt Nam, tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề cần hoàn thiện như pháp lý và bảo mật. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hoàng Đức kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực vận tải công cộng tiếp tục nợ hàng trăm triệu đồng lương công nhân. Công an thị xã Hương Trà bắt giữ hai đò máy công suất lớn khai thác cát trái phép trên sông Bồ. Tin chi tiết, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế tổ chức hội nghị tổng kết chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020 và chương trình phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2015-2020. Kết quả sau 8 năm triển khai chiến lược phát triển gia đình Việt Nam cho thấy, toàn thành phố có hơn 90% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Số vụ việc bạo lực gia đình có xu hướng giảm, tỷ lệ gia đình văn hóa ngày càng tăng, điều kiện sống của các gia đình trên địa bàn thành phố được cải thiện đáng kể. 100% hộ gia đình được tiếp cận thông tin về phòng chống bạo lực gia đình. Hàng năm, trung bình giảm từ 10 đến 15% hộ gia đình có bạo lực gia đình, có người mắc tệ nạn xã hội, giảm 15% hộ gia đình có người kết hôn dưới tuổi pháp luật quy định. Bên cạnh chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai, hội nghị cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ để đẩy mạnh công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình giai đoạn 2020-2025. Trong đó tập trung gắn việc triển khai công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, qua đó góp phần xây dựng mô hình gia đình văn minh, tiến bộ, bình đẳng và phát triển bền vững. Thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về phòng chống bạo lực gia đình. Trong hai ngày 1 và 2 tháng 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức thành công luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và diễn tập chỉ huy tham mưu 1-2 cấp trên bản đồ năm 2020. Tham gia diễn tập cùng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có Trung đoàn 6, Ban Chỉ huy Quân sự huyện A Lưới, huyện Phú Lộc. Cuộc diễn tập được chia thành 3 giai đoạn, gồm chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu và thực hành tác chiến phòng thủ. Bước vào từng giai đoạn diễn tập, khu tập của các cơ quan đơn vị đã thực hiện đúng đủ các nội dung theo kế hoạch, đảm bảo chặt chẽ khoa học. Đặc biệt các vai tham gia trong khung diễn tập của các cơ quan và đơn vị nắm vững được thứ tự, nội dung các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu để điều hành các cuộc họp, các vấn đề huấn luyện đảm bảo đúng thời gian, linh hoạt, sáng tạo vào tình hình thực tế. Sau gần 2 ngày đêm thực hành diễn tập với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, khắc phục khó khăn, chuẩn bị tốt mọi mặt, cuộc diễn tập đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao trình độ chỉ huy, tham mưu trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, công tác tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lên một bước mới, đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Theo thống kê sơ bộ từ các địa phương, tính đến hết ngày 30 tháng 6, cả nước có hơn 895.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. Trong số này có hơn 640.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng. Như vậy, còn khoảng 255.000 thí sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông mà không có nhu cầu vào đại học cao đẳng, chiếm tỷ lệ 28,5%. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, những chính sách tuyển sinh đại học cao đẳng vẫn giữ ổn định, cơ bản như năm 2019, giúp thí sinh yên tâm tham gia xét tuyển. Sắp tới, sau khi có kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, thí sinh vẫn có cơ hội để điều chỉnh nguyện vọng. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý 2 và 5 tháng đầu năm, Tổng cục Thống kê cho biết cả nước có gần 14.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 6, tăng 27,9% so với tháng trước. Bên cạnh đó, gần 5.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Cụ thể, có 13.725 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 6 và 4.998 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Sau 2 tháng nới lỏng và gỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội, các hoạt động kinh tế xã hội đang dần được khôi phục. Doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng, bám sát chính sách hỗ trợ của chính phủ, từng bước đưa sản xuất kinh doanh vào hoạt động trở lại. Bên cạnh đó, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo cũng cho thấy các doanh nghiệp kỳ vọng tình hình sản xuất kinh doanh của quý 3 khả quan hơn quý 2. Nhiều người tiêu dùng Việt Nam giờ đây đang quan tâm nhiều hơn đến vấn đề sức khỏe, chuộng hàng nội địa cao hơn mức trung bình các nước trên thế giới. Theo báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen, có tới hơn 76% người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên chọn các sản phẩm địa phương vì biết rõ nguồn gốc và mong muốn hỗ trợ doanh nghiệp Việt. Báo cáo cũng cho biết ba động lực chính ảnh hưởng đến hành vi và thói quen mua sắm hậu COVID-19 là chất lượng, nguồn gốc của sản phẩm và công nghệ. Các động lực này thúc đẩy sự phát triển đáng kể của các xu hướng như người tiêu dùng chuộng hàng nội địa, sẵn sàng chi trả cao hơn cho những sản phẩm đảm bảo chất lượng và tốt cho sức khỏe.
Cũng theo khảo sát của Nielsen, 63% người tiêu dùng sẽ tiếp tục mua sắm trực tuyến thường xuyên hơn sau đại dịch và 64% người tiêu dùng cho biết sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ giao thức ăn thường xuyên hơn. Là nước có nguồn thủy hải sản phong phú, lại là thị trường có tới hơn 96 triệu dân, trong đó có 1/3 dân số thành thị là nguồn tiêu thụ tiềm năng cho các doanh nghiệp thủy hải sản. Nhằm trợ giúp doanh nghiệp Việt chiếm lĩnh thị trường nội địa, Hiệp hội Thủy sản Việt Nam đang lập ra câu lạc bộ các doanh nghiệp cung cấp thủy sản cho thị trường nội địa với hàng chục thành viên đang là các nhà sản xuất và cung cấp mặt hàng thủy sản cho hệ thống siêu thị, cả kênh phân phối tại thị trường Việt Nam. Hiện tại các siêu thị có rất nhiều loại sản phẩm thủy sản vốn được dành cho xuất khẩu như phi lê cá tra, cá ba sa, thịt cá ngừ đại dương, tôm sú, tôm thẻ chân trắng, cá tầm và trứng cá tầm tươi sống. Ngoài ra, hàng đông lạnh cũng có sự thay đổi đáng kể. Nếu trước đây chỉ có vài loại tôm cá mực thì nay tại thủ đông ở các siêu thị đã có gần 1.000 loại sản phẩm. Người dân Việt Nam cũng quen dần với sản phẩm đông lạnh, do đó việc thành lập câu lạc bộ các doanh nghiệp cung cấp thủy sản cho thị trường nội địa hy vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu cũng như thị hiếu của thị trường hơn 96 triệu dân. Cùng với nhiều nước trên thế giới, sử dụng ví điện tử thay cho tiền mặt đang ngày càng phổ biến ở Việt Nam. Tuy nhiên thực tế là người tiêu dùng vẫn còn chưa thực sự an tâm với phương tiện thanh toán hiện đại này bởi vẫn còn nhiều vấn đề cần hoàn thiện như pháp lý và bảo mật. Momo, Zalo Pay, Viettel Pay, đó là chỉ vài trong số rất nhiều ứng dụng ví điện tử đang hoạt động tại Việt Nam. Đây là xu hướng công nghệ mới, nên khung pháp lý với ví điện tử, tiền điện tử ở nước ta vẫn chưa chặt chẽ. Điều này dẫn đến nhiều lo ngại từ phía cả người dùng lẫn các chuyên gia. Nó có những vấn đề liên quan đến về mặt hạn mức giao dịch, có những vấn đề liên quan đến cái tính về an toàn, bảo mật đối với cái ví điện tử. Bởi vì như chúng ta biết là thường thì một cái ví điện tử sẽ được có một cái sự liên kết với một cái tài khoản ngân hàng nào đó. Đề xuất này đã được các chuyên gia đưa ra trong hội thảo tổng kết luật giao dịch điện tử được Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức mới đây. Ngoài ra, quá trình thảo luận về giá trị pháp lý của các giao dịch điện tử, trong đó có ví điện tử, các chuyên gia cho rằng luật giao dịch điện tử ra đời từ 15 năm và đến nay cần phải sửa đổi bổ sung các quy định pháp lý cho ví điện tử, tiền ảo hay tài sản trên môi trường ảo. Báo cáo Bộ Tư pháp mà gửi cho Thủ tướng thì chúng tôi cũng đã thể hiện cái quan điểm là nên coi cái tài sản ảo là tài sản, và điều này cũng là hoàn toàn phù hợp với bản chất của tài sản theo cái khái niệm về tài sản trong quy định của Bộ luật dân sự cũng như hoàn toàn phù hợp với các cái thông lệ quốc tế. Thanh toán bằng tiền công nghệ đã trở thành một giao dịch mang tính quốc tế trong bối cảnh hiện nay. Sớm hoàn thiện cả khung pháp lý cho một số giao dịch điện tử sẽ tránh được rủi ro cho người dùng do rò rỉ thông tin, dữ liệu, cũng như việc xác định rõ ràng quyền thừa kế hay các quyền liên quan khác nếu có tranh chấp đối với tài sản trên môi trường ảo. Thưa quý vị, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Hoàng Đức, kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực vận tải công cộng, đã từng bị khởi kiện vào năm 2017 do nợ tiền bảo hiểm xã hội, thì nay lại được nhắc đến khi nhiều công nhân vừa có đơn kiến nghị tập thể cầu cứu cả cơ quan chức năng về việc nợ lương và một số khoản tiền khác. Sau đây là những ghi nhận ban đầu của phóng viên thời sự. Theo đơn kiến nghị của tập thể công nhân, thì hiện nay công ty Hoàng Đức đang nợ tiền lương và tiền quỳ của 11 người với số tiền gần 200 triệu đồng. Đã nghỉ việc từ hơn một năm nay, nhưng nhiều lần đến hỏi về tiền lương mà công ty đang nợ thì họ chỉ nhận được câu trả lời là chờ thêm một thời gian. Trong khi đó, với những công nhân này thì đây là số tiền không hề nhỏ. Có người đang bị công ty nợ đến gần 60 triệu đồng. Chính xác hiện tại công ty Hoàng Đức nợ tôi đến 58.990.000. 58 triệu là tiền quỳ bằng vẽ, tiền quỳ xe để mà chạy, với thêm những thằng lương mà công ty chưa trả. Từ năm 2007 đến giờ là cũng muốn công ty xoay sở nhanh hay muộn gì cũng góp trả bớt dần dần cũng được. Để có vốn mà xoay qua xoay về chứ cái số tiền đó cũng phải là nhỏ. Tôi nghỉ từ đầu tháng 5 năm 19 kết thúc công việc thì những tháng đó thì cũng có về và cứ thứ hẹn nay hiện mãi và chỉ trả được tầm khoảng một tháng lương và từ đó từ kỳ đến cuối năm của dịp Tết là chúng tôi về lại và đòi thêm một lần nữa, nhưng mà giám đốc và kế toán là bảo là chịu rồi, không thể mà trả được. Thì cứ hẹn là sau năm
cho năm mà cử hoài hữu mạng. Tập thể những công nhân này cũng đã gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan liên quan như Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Giao thông Vận tải. Đến nay, họ chỉ mới nhận được văn bản phản hồi của Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Theo đó, Sở đã nhận được đơn, đã làm việc với công ty Hoàng Đức. Tại văn bản làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Giám đốc công ty Hoàng Đức cam kết sẽ thanh toán hết các khoản nợ vào hàng cuối là ngày 17 tháng 6 năm 2020. Tuy nhiên, đến nay, cả công nhân vẫn chưa nhận được tiền. Thì mong muốn của anh em cũng như toàn thể anh em đây thì cứ thôi chứ. Cũng là muốn lại lương cho đang hoàn thôi, nhưng mà công ty cứ hứa hẹn hoài. Tết nhất tới rồi mà cũng thấy nữa, tới hứa tới Tết tới rồi mà cũng thấy đến khi là không nghe trả lời gì luôn. Bởi vậy nhiều khi lần đi đòi chập mà mình thấy ngại quá mình muốn đi luôn. Hiện chúng tôi đang liên lạc với công ty Hoàng Đức, Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh để tìm hiểu những vấn đề liên quan và sẽ sớm cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Được biết đây không phải là lần đầu tiên công ty Hoàng Đức nợ tiền của người lao động. Năm 2017, công ty này cũng đã từng bị khởi kiện vì nợ tiền bảo hiểm xã hội của công nhân. Thưa quý vị và các bạn, mỏ đá ở thôn Xuân Phú, xã Hương Phú, huyện Nam Đông do tập đoàn Sơn Hải khai thác đã 4 năm trở lại đây. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác vận chuyển đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sinh hoạt của gần 90 hộ dân ở đây. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau của phóng viên để tìm hiểu về vấn đề này. Đoàn đã tiến hành kiểm tra các thủ tục liên quan và nghe phản ánh của người dân và chính quyền địa phương. Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường thì việc người dân phản ánh là hoàn toàn có cơ sở. Trong quá trình thi công vận chuyển đã làm nguồn nước sinh hoạt chủ yếu từ bao đời nay của người dân là con suối bị ô nhiễm do dầu, nhựt xe thải ra, ô nhiễm khỏi thuốc nổ và bùi do xe vận chuyển đá, không có coi hú mỗi khi nổ mìn. Các nước rầy gần mỏ bị đá rơi vào, đặc biệt nhiều nhà dân đã bị nứt nẻ. Sau kiểm tra thực tế, đoàn kiểm tra liên ngành đã yêu cầu đơn vị thi công phải khắc phục sự cố nói trên để người dân yên tâm sinh sống. Bây giờ người dân chúng tôi ở đây đã lâu rồi, nhưng mà trong thời gian là cái bờ đơn vị một nổ mìn đã 4 năm rồi, nhưng ít ảnh hưởng dân. Thì hôm nay là có ảnh hưởng dân, điểm nhất là nhà cửa, điểm hai là nước. Vì mìn nó cho nổ ồn ào quá, điểm thứ ba là con nít á, ngủ nó bắn giật mình nhiều. Chính quyền về làm rồi nè, các chủ đơn vị có vào đây rồi, nhưng bằng chưa tuyệt đối lắm. Bây giờ quý chủ làm có rằng là điểm thứ nhất á, là sóng cái nước sạch này, có nữa là vệ sinh môi trường này, để về là chứng kiến cái vụ là nước suối dớp này. Điểm nhất điểm hai mìn ngang tới á, là cho bớt khối lượng này, bắn có kỹ thuật, dân chống đỡ ồn ào. Theo tìm hiểu của chúng tôi, mỏ đá ở thôn Xuân Phú, xã Hương Phú, huyện Nam Đông được cấp giấy phép 8 năm cho tập đoàn Sơn Hải khai thác. Thời gian bắt đầu từ năm 2016. Cùng theo đơn vị này cho biết đã nộp thuế tổng cộng hơn 5 tỷ đồng và thời gian kết thúc vào năm 2024. Như vậy cũng đồng nghĩa với khoảng thời gian đó, người dân gần khu vực mỏ đá vẫn phải sống trong cảnh bất an. Đấy, làm mìn thì làm 4 năm rồi, nhưng mà có cái 2 năm thì rong mìn nhiều quá, nhà tôi nứt nhiều vì là nguồn nước uống này, vì bùi này, vì cây trồng của tôi là thiệt hại nhiều lắm. Bây giờ chứ đền bù đi thì nói thiệt cũng thấm vào đâu, nhưng mà cũng chịu khó để cho làm đấy, chứ cũng ưa, chống được. Cũng thỏa đáng. Ủy ban nhân dân xã đã theo dõi, giám sát quá trình khắc phục, và qua theo dõi giám sát thì tập đoàn Sơn Hải đã khắc phục một số cái vấn đề kiến nghị của người dân, và người dân đã đồng tình, và tập đoàn Sơn Hải đã có bản cam kết với nhân dân. Trong quá trình nếu tiếp tục tập đoàn Sơn Hải là khai thác tiếp mỏ đá thì vẫn cam kết với nhân dân, nếu xảy ra một số vấn đề về môi trường, về ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân và nhà cửa thì tập đoàn Sơn Hải đã tiếp tục khắc phục. Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù đơn vị thi công đã tiến hành khắc phục sự cố do quá trình khai thác và vận chuyển như hỗ trợ nhà nước cho người dân, hạn chế và giảm khối lượng thuốc nổ, tự nước thường xuyên để hạn chế bụi, nhưng về lâu dài, người dân vẫn chưa thực sự yên tâm. Để giải quyết dứt điểm và tránh tình trạng đơn thư kéo dài, đơn vị thi công cần nghiêm chỉnh chấp hành cam kết. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương và người dân cần tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời thông báo để cơ quan chức năng vào cuộc. Có như vậy, lợi ích của người dân và doanh nghiệp về lâu dài mới hài hòa.
Công an thị xã Hương Trà cho biết đơn vị vừa bắt giữ hai đò máy công suất lớn khai thác cát trái phép trên sông Bồ thuộc địa bàn phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà. Trước đó, vào lúc 22 giờ 50 phút ngày 22 tháng 6, trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng công an phát hiện bắt giữ hai đối tượng đang đứng cảnh giới là Phạm Văn Minh, sinh năm 1991, trú tại Quảng Thành, Quảng Điền, Ngô Văn Hồng, sinh năm 1983, trú tại Quảng Phú, Quảng Điền, và ba đối tượng gồm Phạm Văn Lúc, sinh năm 1993, Phạm Văn Long, sinh năm 1993, Phạm Văn Thương, sinh năm 1972. Tất cả đều trú tại Lai Tân, Phú Mậu, Phú Vang, đang điều khiển gầu, máy, tời để hút cát dưới lòng sông đưa lên thuyền để đem đi tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, trong lòng thuyền chứa khoảng 11 mét khối cát. Hiện công an thị xã Hương Trà đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm hai người thương vong. Vào thời điểm nói trên, xe tải mang biển số 77C08232 do tài xế Nguyễn Đình Quang, trú tại thị trấn Bình Dương, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định, đang điều khiển chạy theo hướng Huế, Đà Nẵng. Khi đến km 866 trên quốc lộ 1A, đoạn giao cắt với đường 19 tháng 5 thuộc địa bàn thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, đã bất ngờ va chạm với xe đạp do ông Nguyễn Hiền điều khiển, chở vợ phía sau là bà Nguyễn Thị Hòa, sinh năm 1940, trú ở tổ dân phố 5, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc. Sau khi xảy ra tai nạn, ông Nguyễn Hiền và bà Nguyễn Thị Hòa được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hiện bà Hòa đang trong tình trạng hôn mê, còn ông Hiền bị thương nặng. Hiện vụ việc đang được công an huyện Phú Lộc điều tra làm rõ. Được biết, đây là vị trí giao cắt giữa trục đường đô thị 19 tháng 5 và đường quốc lộ 1A, là địa điểm tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao. Tại vị trí này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây chết người và bị thương giữa các phương tiện giao thông qua lại. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.